Ông ba ông cũng nói thêm là cọp đi dở ổ chòm ông. Bước qua sáng giêng là sáng dần tháng cọp. Cọp đi dở ổ chòm ông, tất nhiên muốn nói dở núi ông cấm. Quá làm một trận cuồng phong thấy đời. Mạnh ai thì nấy kêu trời, người sao loạn dạ loạn lời người ơi. Tới đây là sấm nổ lên rồi, cái người là không còn bình thường nữa. Phật độ cho mất con trâu. Phật độ cho mất con trâu là mất cái tháng sủ, tháng chạp, tháng 12 là tháng sủ, tháng con trâu. Tam sinh xuất hiện là ba tiếng nổ lên là đâu đâu giữa mình. Khi nổ rồi ông ba mô tả thêm đó, hào quang chiếu sáng Nam Bang. Hào quang đây đó là khi nổ rồi đền đài lộ vẻ. Ông Đức Đồ Thơ của Đức Bổn Sư mô tả đó, trước sân đền có cái cột cờ cao vội là 36.000 mét, tất nhiên là 36.000 cây số bị đứng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Lễ thành kính Đức Phật, Đức Thầy. Cùng kính trình quan thượng đẳng đại thần chư quan, cựu thần chư vị, sơn thần chư vị, năm non bảy núi cảm ứng chứng minh gia hộ trì cho chúng con. Hôm nay con cũng qua một cái nhân duyên để trao đổi và nhắc nhở giáo pháp của Đức Phật, Đức Thầy, để chúng ta cùng bước đường tiến hóa trên con đường tu học mà Đức Thầy đã thúc giục chúng ta qua nhiều nơi nhiều chỗ đó. Thầy nói đời cùng tu gấp mới kịp thì đặng xem báo ngọc ly kỳ năm non. Phật thương bổn đạo như con, nói cho bổn đạo lòng son ghi lời, để sau đến việc biết đời. Bây giờ chưa thấy nói thời không tin. Hoặc giả là cái đoạn khác là thầy nói cũng tu kiếp kiếp, nếu không quá trễ chừng đối đầu khó kiếm như khùng. Tu kiếp kiếp là tu mau mau á, nếu tu không tu mau mau thì kẻo trễ. Chừng đối đầu là chừng đụng vô cảnh ngộ thì khó kiếm, điên khùng là khó kiếm được Đức Phật, Đức Thầy. Hoặc giả là thầy nói đời nay mỏng cỡ màn the, khuyên trong lê thứ chẳng thừa một câu. Đời nay là đời này, thầy nói mỏng như màn the rồi, khuyên trong lê thứ là khuyên là dạy, dạy trong lê thứ thì dạy mình đi, chẳng có thừa một câu là không có dư. Một cái đoạn khác nữa thầy còn thúc giục thêm nữa là mau mau rồi kiếp kiếp chuyên cần, chúng sanh còn có lập thân hồi này. Chữ mau mau là lẹ lẹ, mà kiếp kiếp là gấp rút. Thầy thúc giục chúng ta tu hành lẹ lẹ là gấp rút mới kịp với cái thời kỳ này. Qua những cái câu tôi nhắc lại do thầy thúc giục á, theo cái nhận định của tôi đó, bây giờ Đức Thầy nói á, trong những cái giai đoạn sắp tới đây đó, sự diễn biến ở đây đó, thầy mà nói á, tôi nhắc qua những cái đoạn của Đức Thầy, thầy nói mẹo đã hết, rồng ba dơ dẫn. Vậy mẹo đây là cái năm mèo, là cái năm 23 này, cái năm mèo đã hết. Rồng ba dơ dẫn là bước qua thình, mà thầy đã tiên tri là khắp hoàn cầu nghịch lẫn cùng nhau, khắp cả hoàn cầu thế giới này nghịch lẫn vào cái năm thình. Lê dân trăm họ sáu sào, lê dân là lê thứ của dân mình, trăm họ là con rồng cháu tiên, đây là lê thứ của dân mình là sáu sào. Rã rời phụ tử máu đào nhập tuôn, rã rời phụ tử là cha với con rã rời. Thương quá sức bắt cuồng tâm não, quyết cứu đời dùng đạo phổ thông. Đó là qua những cái câu thầy thúc giục mà ở đây á. Qua thêm một đoạn khác nữa, thầy cũng nhắc đi rằng cái lời văn nó khác nhưng mà cái ý nó cũng như một. Thầy nói mèo lui, rồng tới ba dơ dẫn. Vậy mèo cũng là cái năm 23, cái năm quý mèo. Năm mèo, lui là hết năm mèo. Rồng tới là bước qua thình. Ba dơ dẫn thế giới chiến tranh nổ khắp bùng. Ông nói thế giới này chiến tranh đang nổ khắp bùng. Mùng 1 năm nay rõ thiệt tình. Mùng 1 của năm nay rõ thiệt tình, hẹn cùng non nước dẫn đi linh. Ý muốn nói bước qua năm thình là cũng xảy ra. Tất cả kinh sấm đều Đức Thầy nói hai câu, tuy rằng lời văn nó khác nhưng mà ý nghĩa có một. Cũng tiên tri vào cái năm thình sẽ xảy ra. Mà ở đây ông ba ông dần thêm đó. Thịnh tỷ sức long chiếu cố, giận thời tráo số quán miêu, chẳng lẽ sử tiêu mà tiêu mới lạ. Bàn điềm ấy cận kỳ nhật dạ, e nhân sanh thọ quả bất an, điềm bàn thật tiêu tan, người thiệt gian lâm nạn. Điềm ứng hữu lưỡng hình lạng trị, quả điềm này thịnh tỷ lạng thâm, diêm chúa khởi binh năm, hoàng thiên dâm thịnh tỷ. Thuế xây dần mới loạn trị một ngôi, thương đời chắc lữ thương ngôi, giận lành người nở phụ trâu sáu đành, tỷ thịnh, thịnh tỷ tranh hành, hai ngôi như một người lành tốt tươi. Đó là qua những câu tất cả kinh sấm ông ba và Đức Thầy cũng dần vào thình tỷ. Mà thình ở đây đó
qua những cái câu á, đảng khác á, ông ba cũng ông nói á, nãy giờ nói bên bên chi, bây giờ thì nói bên can. Ông nói á, giáp ất chưa biết tới chùa, vậy là giáp thìn cũng 24, năm giáp thìn là năm 24, ất là ất tỵ năm 25, giáp thìn ất tỵ, mà giáp ất chưa biết tới chùa, mà chùa ở đây là chùa đế vương, là cái ngôi hoàng đế của vua chúa, chứ không phải chùa mà chùa bình thường ở đây. Giáp ất chưa biết tới chùa, rồi bây giờ ông nói tiếp là bính đinh thì mới biết chùa đế vương. Vậy bính á, là bính ngọ 26, đinh là đinh mùi 27 thì mới biết chùa đế vương. Tất nhiên ý hàm nói 27 mới biết chùa đế vương là có cái ngôi hoàng đế của vua chúa rồi. Mồ kỷ tam cõi đăng đàn, mậu đây là mậu thân 28, kỷ là kỷ dậu 29, tam cõi là ba cõi, thông đồng là đăng đàn rồi đó. Canh tân thì mới hiệp đàn thân ngôi đó. Canh là canh tức, tân là tân hợi 30 và 31. Nhâm quý chư Phật ta bà, dạng dân thiên hạ nhà nhà ấm no. Nhâm quý chư Phật ta bà, thái bình bá tánh nhà nhà ấm no. Tới đây là chấm dứt hoàn toàn, sẽ qua đời thượng quân. Thì theo cái nhận định của tôi đó, qua những cái dòng mà tất cả kinh sấm đều ghim vô ở đây trong một ý. Vậy tôi cũng xin nhắc lại đó, ông ba nói đó, thang 12 nấc có biết đâu, từ trí từ tí chí hợi, biết đâu mai chiều dẫn con hư mẹ mé lánh điều, qua năm tức hợi cứ chiều quá long đó. Mấy ai tường rồng ẩn khúc sông, nằm co khúc vịnh chờ trong phụ hoàng. Đó là qua cái câu của ông ba nói, bây giờ thang 12 nấc có biết đâu, tất nhiên nó chảy qua phải thang 12 nấc, tất nhiên chảy qua 12 năm con một cái giáp nhỏ này, một con giáp nhỏ. Mà ông nói từ tí chí hợi, mà từ tí đây là cái năm 2020, là cái năm canh tí. Chí là chót của cái năm hợi là năm 2031. Trong cái dòng này 12 năm này đó, là ông ba nói từ tí chí hợi, biết đâu mai chiều dẫn con hư mẹ mới đến liều, qua năm tức hợi chưa chịu hết ra. Trong cái dòng này là xảy ra toàn cầu hết. Đầu tiên thí dụ giặc giả chiến tranh, kế đó tới phong thần, kế đó chuyển lập đời, qua đời thượng quân thánh đức, trong cái dòng này 12 năm này. Bây giờ thêm nữa đó, một đoạn khác á, thì nó con mèo ngồi sợ con rắn. Sao mèo mà không sợ con gì mà sợ ngay con rắn? Vậy con mèo ở đây là năm 23 là năm quý mèo, mà sợ con rắn là năm ất tỵ năm 25 sa đàn. Mà dê thời ghét khỉ mà sớm làng sạch trơn, dê là 20 27, khỉ 28, sớm làng sạch trơn. Ông nói thập bắc quốc lãnh hậu đầu sơn, thập bắc quốc là 18 nước lãnh hậu đầu sơn, thăng thiên độn thổ nhờ Phật trời. Chừng nào núi cấm quá lâu thì nên mới thấy nhiệm màu của ta, chừng bảy núi lầu son lộ vẻ thì người già quá trẻ dân ơi, tu hành ác được thảnh thơi, lại xem được ngọc được trời báo thai. Hoặc giả đó, đức thầy cũng nhắc lại qua những cái câu á, thầy nói sấm vang á, thì lộ bán vàng, sấm vang là sấm nổ thì lộ bán vàng, chư nhu thế giới mới khắp tràn đến thi. Chư nhu thế giới là các nước mới sắp tràn đến thi, nó tranh giành ngôi báo. Chữ thi là chữ sầu bi, bị ham của báo mới ly kỳ máu rơi, chừng ấy mới trời ơi đất hỡi mang khổ hình về bởi chẳng tu. Ham vui quyền quý dại ngu, chữ sang danh vọng như mù đi đêm, chữ sang giàu mà chạy theo danh vọng như ông mù mà đi ban đêm vậy. Ta nào có nói thêm cho chúng quá, yêu đời viết đúng ít câu mà ý nhiệm sâu, nghĩ gì cho cạn mới học khôn ngoan. Đó là qua những cái câu của ông ba trong Kim Cổ Kỳ Quan cũng vậy. Như vậy đó, trước khi xảy ra đó, tôi cũng xin nhắc lại, theo cái nhận định, nhận xét của tôi đó, sẽ có ba đợt sấm nổ trời đất biến chuyển, ba cái thời kỳ. Mỗi một đợt sấm nổ có biến chuyển khác nhau. Đầu tiên là sấm nổ đó, ba tiếng đầu tiên, đạn giữa nổ có một tiếng là hết súng hết nổ tới phong thần, đạn cuối cùng nổ ba tiếng để chấm dứt cuộc đời hạ quân hạ này, bởi đỡ chuyển lập qua đời thượng quân thánh đức để lập hậu long qua. Vậy thì tôi cũng xin nhắc xương qua trong Kim Cổ Kỳ Quan của ông ba, ông nhắc qua ba cái giai đoạn này, ba lần đợt sấm nổ này. Đầu tiên ông nói Phật độ thảo thận hiệp hòa, Phật độ những người biết ăn ở thảo thận và hòa hiệp. Độ ngang độ dọc Phật mà độ đâu, những người ăn ở ngang dọc mà lấy lừng Phật không độ. Phật độ cho mất con trâu, Phật độ cho mất con trâu là mất cái tháng sủ, tháng chạp, tháng 12 là tháng sủ tháng con trâu. Tam sinh xuất hiện là ba tiếng nổ lên là đâu đâu giữa mình. Khi nổ rồi ông ba mô tả thêm đó, hào quang chiếu sáng nam bang. Hào quang đây đó
là khi nổ rồi đền đài lộ vẻ, ông Đức Đồ Thơ của Đức Bổn Sư mô tả đó, trước sân đền có cái cột cờ cao vội là 36.000 mét, tất nhiên là 36.000 cây số về đứng, 36 cây số về đứng. Cho nên trong cái cột cờ này đó có cái viên ngọc, có chứa cái viên ngọc Phổ Lư mới dội sáng rực cả đất nước Việt Nam, mà ông ba ông mô tả đó, hào quang chiếu sáng Nam Bang. Hào quang là cái Phổ Lư nó ở trên đỉnh đầu rụt cờ đó này, nó chiếu sáng rực cả đất nước Việt Nam. Nhưng mà ông nói chừng nào đây, ông nói đuổi trâu mới ngó thấy, ta qua sớm làng, đuổi trâu đây là muốn nói hết con trâu, đuổi là hết trâu, mà hết trâu là tới giao thừa, là đây con trâu nhỏ là muốn nói là duyên dần hai mẹo ba thành tư trị năm ngọ sáu mùi bảy thân tám dậu chín tức mười hợi 11 tháng tý 12 là tháng sủ tháng trâu, mà Phật độ cho mất con trâu là tới giữa giao thừa, tam thinh xuất hiện là bước qua bên dần là tháng giêng, đâu đâu diễn mình. Rồi Tứ Thánh mô tả thêm đó là thấy sao trâu nhỏ ngó trời. Con trâu nhỏ muốn ám chỉ ngay là trâu tháng. Trâu lớn của Phật cởi thời khi la. Trâu lớn cởi là đi qua khỏi trâu lớn. Không về Đại Thánh ngày ra. Đại Thánh đây là Phật Thích Ca. Ngày ra bất tử thiệt ta không về. Không nếp có đậu có mè. Không vừa thì để sao hè mà coi. Đó là qua những câu đó. Như vậy ông ba Tứ Thánh và tất cả kinh sấm cũng mô tả thêm nó giống trùng như nhau. Như vậy ông ba ông nói thêm nữa đó. Ông nói từ lệnh phụ xe loan chuyển bánh, chỗ này ông vừa nói nho mà vừa nói lý. Từ cái lệnh của Đức Thích Ca Mâu Ni Từ Phụ á, cho xe loan là xe vua, cho Đức Vua Minh Dương trở lại. Cái lệnh của Đức Thích Ca Mâu Ni cho Đức Vua Minh Dương trở lại, khiến loạn ly bá tánh đảo quyền, khiến sợ lũi này là loạn ly không còn yên ổn nữa. Bá tánh là mình đây, đảo quyền là không còn yên ổn nữa. Như ông nói nè, trâu thả lan nhiều kẻ trách phiền. Con trâu mà thả lan nó ra ngoài chuồng, ý muốn bước qua dần là bước qua tháng giêng. Trâu thả lan nhiều kẻ trách phiền, mấy ngưu phùng hổ mới đáo miền lao lý. Chữ ngưu là trâu, chữ phùng là gặp với nhau, chữ hổ là cọp. Con trâu gặp cọp tất nhiên tháng chạp gặp tháng giêng. Chỗ này mới gặp cái khổ sở. Qua vậy đó. Như vậy một đoạn khác nữa, ông ba ông cũng nói thêm là cọp đi dở ổ chờm ông. Bước qua tháng giêng là tháng dần tháng cợp, cợp đi dở ổ chầm ông, tất nhiên muốn nói dở núi cũng cấm. Quá làm một trận cuồng phong thấy đời, mạnh ai thì nấy kêu trời, người sao loạn dạ loạn lời người ơi. Tới đây là sấm nổ lên rồi, cái người là không còn bình thường nữa. Đó. Như vậy đó. Như vậy sấm nổ đền đài lộ vẻ rồi đó. Thì xây... Như vậy sấm vang thì lộ bản vàng chư nhu thế giới mới khắp đàn đánh thi. 18 nước nó chư hầu mới nổi loạn mới kéo qua giành xé, mà trước thầy nó mới quân phiên tham báo xa gần cũng qua đó. Tranh phân cho rõ tại ba cùng nhau giành việc mới là thay phơi. Hoặc giả thầy nói thập bát quốc, muốn nói 18 nước đó, lãnh hậu đầu sơn. Như vậy là qua những cái đạn này đó, như vậy nó vô nó tham chiếm mới quánh, mà Tứ Thánh cũng mô tả và ông ba cũng mô tả trùng với nhau. Khi mà chấm nổ đền đài lộ vẻ rồi đó, thì Tứ Thánh nó qua liền năm nước chặt đàn. Đầu tiên là qua năm nước, qua lộ văn giáo máu tràn thành sông, mới tới đổi nhật, đổi nguyệt, đổi phong, đổi năm, đổi tháng, đổi trong ngày giờ, đổi cha lại đổi nhà thờ, đổi cồn, đổi bãi, đổi cờ năm bang. Trời xây quá bốn phang, nước tràn bờ cõi khó an, thời kỳ chuyển lưng bỏ bực biên thì, ngửa nghiêng trời đất mới lập kỳ thượng quân. Chứ không phải bình thường đây mà đây lập đợi rồi thượng quân được. Phải trải qua một cái giai đoạn là ngửa nghiêng trời đất mới lập kỳ thượng quân. Ông ba ông mô tả cái câu văn tự cũng khác, nhưng mà cái nghĩa y rằng cái ông Tứ Thánh chỗ này. Ông ba ông nói qua lộ văn giáo giáo văn, thay phơi ngọn cỏ mà vô căn Phật trời. Còn Tứ Thánh nó qua liền năm nước chật đàn, qua lộ văn giáo máu tràn xong, thì hai cái câu này y rằng là một ý. Ông ba ông mô tả như vậy và Tứ Thánh mô tả vậy, không có khác một ý nào hết. Đó. Như vậy á, sắp tới nữa đó. Khi mà tất cả kinh sấm á như vậy đó, ở trên đó bên Đức Thầy nói rồi bên Tứ Thánh nói ở trong cái bài trong cái quyển nhất đó, khi sấm nổ rồi thầy nói sao mày không xuống Chợ Kinh đi qua Châu Đốc Trà Vinh trở về. Ở trong Đạo Hoàng Thơ, chú này mày thiệt nhà nghề cu son lạc thấn, mày mê xuống thầy mày ham mua guốc mua dài mua dâu cá chốt cầm mày cá chê ham chi cô bảy mày mê chú mày 70 mà con dê có già. Như vậy ở đây đó, sao mày không xuống Chợ Kinh, là Chợ Kinh sáng Tân Châu đó, nó đụng con sông lớn nó không xuống được nữa, nó mới tẹt qua cầu Cồn Tiên, nó qua phía Châu Đốc mới Trà Vinh, nó trở về là hết xứ Cù Miên. Đây là muốn nói thằng Miên xuống.
chú này mày xiết nhà nghề, chú đây muốn nói thằng chú chệt này nó ở sau lưng của thằng Miên, nó xúi dục thằng Miên đi trước, năm nước đi sau, là bốn nước đi đầu đi sau là năm nước đi, cho nên nó Tứ Thánh mới mô tả qua liền năm nước chặt đàn đó là năm nước đó. Như vậy đó mới qua lộ văn giáo, giáo văn thay phơi ngọn cỏ vô căn Phật trời. Cái lộ văn giáo là từ nhà bàn chạy vào núi Cấm đó, cái lộ văn giáo đó là cái chợ có văn giáo ở nằm đằng giữa đó. Đó. Cho nên chỗ này là mặt trận nữa đó, tất cả Việt Nam mình lên ứng chiến ngay trận giặc chỗ này, rồi đồng thời bên kia là Miên nó xuống với tất cả các nước nó phải chiếm. Mà hồi xưa tôi mới nhắc lại cái mẫu chuyện mà Đức Thầy có dẫn ông Biện Đài đi non á, ông ấy dẫn, ông ấy nói cái chỗ này ông đi trên cái con lộ này, ông ấy nói Đài, bị Biện Đài, ông đã Biện Đài này là cháu ruột của phần xác Đức Thầy, cho nên á Thầy nói Đài mày biết không, cái lộ này nữa sau máu nó tới mắt cá ra Đài, tao nói cho mày biết. Đó là cái mẫu chuyện bên Thầy mà Thầy có nhắc nhở từ mấy chùa 60-70 năm qua, là nói với Biện Đài như vậy. Cái mẫu chuyện bên Thầy tới bây giờ vẫn còn, nó anh em có kể lại vẫn còn ở trong cái mẫu chuyện bên Thầy đó. Thì chỗ này là mặt trận mà, cho nên á khi mà quánh nhau rồi đó, vậy thì ông ba ông nói đó, mèo ngồi ngó chuột ngoài dê sổ chuồng, trong mấy năm giặc đánh đầu chuồng, lăng xăng chư quất tơ cuồng rấu thêm. Đó là ông ba cũng nhắc nhở như vậy. Cho nên á khi mà xảy ra một đợt thứ nhất rồi quánh, rồi tới chừng mà qua chảy qua các nước nó vô nó xâm chiếm, nó tranh giành đền vàng độ vẽ, tranh giành ngôi báo để nó tranh giành để nó đền đài lũ cát đó, thì quánh với nhau đó là không phân thắng bại được ai hết. Cho nên nó các nước nó qua, sau này nó qua đủ 18 nước vào, đầu tiên qua 5 nước mà sau đủ 18 nước vào, thì ở đây đó mới tới nổ một tiếng thứ nhì, đợt thứ nhì nổ có một tiếng à, mà tới phong thần là súng hết nổ. Cho nên ông ba mới mô tả đó, chừng nào nghe một tiếng âm thanh, chỗ này ông nói nổ có một tiếng à, lạ quê lạ kiển, bình minh lạ người, lạ non nước dạng, lạ nói cười, mặt mày lơ láo như người cùng phu. Tất nhiên nổ chỗ này có một tiếng là đê mê bất tỉnh, 7 ngày đêm bạc lấu trời trăng, đạo vợ chồng con cái cuộc đùm ngủ mê, thức dậy cách lòng phân hai hay loạt, sức đùm không hay. Đó là ông ba mô tả như vậy. Cho nên tới đây là nổ rồi đó, đê mê bất tỉnh 7 ngày đêm, tối trời tối đất. Cho nên đó, nếu vợ có tu, chồng không có tu, thì duyên ai nó trở về dòm với nhau, không còn biết nữa. Khi mà tỉnh lại là thai hồn đổ xác trong 7 ngày đêm này. Còn á, chồng có tu mà vợ không có tu, khi tỉnh lại cũng dòm nhau, không còn biết nhau nữa, duyên ai nó trở về. Cho nên Phật mới dẫn những người chân tu vô cung ly tạm trú, là vô trong vòng 4 thẻ đó, ở ngoài vòng cầm thú trương tranh. Tất nhiên là trong vòng 4 thẻ. Như vậy đó, để mà giữ lấy. Thì cái đoạn này đó, ông ba mới Đức Phật Thầy Tây An trong sấm truyền, ông mới kêu gọi những ông rước những người chân tu đem về, còn những người không có tu thì bỏ ở ngoài cầm thú đương tranh đó. Ông sấm truyền của Phật Thầy nói đó, còn thầy đứng chốt Tây An, Phật Thầy đứng trên chốt núi, cả kêu thần tướng rước con đem về. Ngày nay cả cụ dồn đìa hết cơn lưu lạc, theo thầy bớ con, ngày nay mới biết mất còn, chọn đi rửa lại hao một còn ba. Hết trông, hết đợi, hết chờ, hết dê tới khỉ giật giờ bá gia. Hết dê đây 27, khỉ 28, quý vị. Hằng hà xa số người ta, cộng đi rửa lại quỷ ma rất nhiều, thế gian chết biết bao nhiêu. Lớp hao binh khí, lớp nào quỷ vương kéo nhau đi cùng chật đường, 72 đạo tranh vương chém đầu. Ngay trên núi Cấm có lầu, có cờ, có phướng rồi mà chủ châu. Gồm nhau các xứ đâu đâu, cùng là các đội lũi đầu riết theo, đạo nào có giỏi mau theo, chủ châu phục quốc ầm ầm tẩy sang. Nhưng mà hồi xưa phải nhớ Tây An, thầy dặn hồi trước mà khoan khoan dáng chờ, thấy con yếu đuối giật giờ, con ráng ở lại sao chờ thầy đa. Tất nhiên thấy con yếu đuối, con không có tu, mà con đợi thầy về để mà cứu, không có cứu được. Tự lòng bá tánh ta ra, tự lòng cái người tu giàu ở nơi đâu thầy cũng tới cứu hết. Tự lòng bá tánh ta ra, đừng theo chen lấn quỷ ma mà làm
bao giờ ở lại không tầm tự lòng tự ấy theo mà hay không, đua nhau như cá rồng rồng, nôm na chết sớm mà giật giờ còn đâu, xúm nhau kết lũ kết bầy một năm xu thế hại bầy chân dương, vũ nhau lên xuống chật đường hết năm giáp khỉ mà thấy trời bước sang, tháng 6 năm khỉ nước tràn, khỉ ăn trái giác sẽ ngồi khó khăn, năm dậu thiên đình khởi công, năm khỉ đây năm 28 mà năm dậu 29, thân ngôi bá tánh hết lo giàu nghèo. Còn 3 tiếng nổ cuối là nói còn qua tháng 6 hiểm nghèo, qua tháng 6 là nổ tháng 7 của 3 tiếng cuối cùng. Bùng bùng 3 tiếng lỡ mà thành sông, xà tón ra tới Vinh Ông, xà tón đây là chợ Chi Rông. Ra tới Vinh Ông là 4 Vinh Ông thẻ, đưa ra tới láng 7 thưa ông trà, thì cái dùng lá linh 7 thưa của Đức Cố và Phật Thầy là đã chống Pháp ngày xưa đó. Thấy sôi ngốc mặt hay là thấy sọ người rớt khác là mù u, thấy cái sọ đầu này cỡ này rớt như mù u. Thay nằm sắp lớp rồi bu, sùng sụt rồi đánh nằm ầm, thấy ê máu người chảy xuống thấy ghê khác nào nước suối chảy ra ầm ầm. Máu tràn lên láng bảy thưa khác nào già nhuộm, thấy mà quản kinh mấy biên la, trống đánh đình đình thương cho cô giải chịu bà quan ương mấy cô khổ sở trăm đường cạo đầu tụng thiếu pháp đường phân tây. Thầy chùa chói quách ngoài cây ăn tiền hối lộ cũng xin ông thầy. Đây là qua những cái cú sắm tiền cũng vừa nói lên, tôi cũng xin nhắc lại. Như vậy thêm một cái đoạn khác đó. Rắn lộn đầu chuyển động âm thần. Rắn ở đây á, cũng muốn nói là cái năm rắn là năm tỵ, năm 25 năm rắn. Mà rắn ở đây cũng là tháng tỵ tháng tư. Như vậy đó, rắn lộn đầu chuyển động âm thần, nổ chỗ này có một tiếng này, nhật nguyệt biến mất. Nhật là mặt trời, nguyệt là mặt trăng này biến mất luôn. Phong thần khởi ra là chỗ này, ông nói trống phong thần nè. Tội bao nhiêu quan cũng thứ tha, ngặt đình ma bắt mà con ma chẳng còn, lỡ nhà ngói, lỡ quán Sài Gòn. Lỡ chồng lỡ vợ con còn quá lâu, lỡ ông xã cũng lỡ ông trâu, ông câu, lỡ trang trí huệ, lỡ đâu lỡ hoài, lỡ vết hẹp cũng lỡ sông dài, lỡ qua tay dứt điện này tiếng mua, tức đừng tới đây lỡ làng hết. Bây giờ ở đây ông nói đó, thêm nữa một đoạn đó, ông ba ông nói đó, cuộc thế hai châu đâu có một, thế hai châu, con châu đầu là con châu mới xảy ra, mà con châu cuối là con châu kết thúc, qua đời thượng quân. Cho nên cuộc thế hai châu đâu có một, con ăn con cột một con nên, con cởi ngồi trên quên đường xá, con này gắt quá tá lại cây. Quắt quá tá lại cây tất nhiên là nó xảy ra, cái con này nó tá lại là nó mắc kẹt đây rồi là nó xảy ra. Còn tới con cởi ngồi trên nó quên đường xá là cái con cuối cùng là coi như nó không còn biết đường xá nào đi hết trơn, bị gì cái đời nó chấm dứt rồi, nó sắp qua đời thượng quân thánh đức thì cái người đời nó phải tiêu diệt hết. Cái ý đại ý là như vậy. Bây giờ ông nói thêm đó, cá gặp nước cá thì lội trước, chim túng lòng khó nổi bước theo, giận còn nghèo thấy xế treo leo, gà dở ổ con heo thức dậy. Gà ở đây đó muốn nói đó, cái năm kỷ dậu năm 29 năm gà. Gà dở ổ con heo thức dậy, con heo là bước qua 31. Con như vậy gà dở ổ con heo thức dậy, dao của mình cầm gần trong cậy dáng, đem lòng sửa rải sửa ngay, chim trổ lòng thì để nó bay, cá gặp nước lộ ngay thì rộng sủ quẻ diệt, quẻ này dao động đại quốc gia dạng giọng củ trùng, thời hưng thới anh hùng ra chiếm, kháng bát quái đàn ly cầm kiếm, nhìn lưỡng nghi tứ tượng sau này, thấy châu dương viền phục nghiệp đường, đời hảo hán can cường thế mạo, cám thương đời ma quỷ ra đan, gió vào kẻ khóc người than, tiểu khê kỷ dậu mà đại giang thấy rồi. Tiểu khê đây là con gà nhỏ, kỷ dậu là con gà lớn. Kỷ dậu là cái năm 29 là năm con gà lớn, mà tiểu khê là cái tháng 8 của năm con gà nhỏ. Con gà nhỏ là tháng 8. Tiểu khê kỷ dậu đại giang tới rồi, mấy dĩ xà thủ mã tới hồi, dĩ là đuôi, xà là rắn, cái đuôi con rắn, thủ là đầu, mã là ngựa, đầu mà con ngựa là tây hồi là Phật Thầy Tây An trở lại, dê đi dưới đất mà khỉ ngồi trên non. Đó là qua những câu của ông ba, ông tiên tri, nó qua nhiều lớp, nhiều đảng vậy. Ở đây ông cũng nói nổ nữa, ai ai khá giữ mình, diệt thình lình sắm vậy. Vui chi ca miễu hát đình, trời ra tiếng sấm mà giật mình quên tên, Phật trời phưởng phất một lên. Đó là qua những câu ông ba. Đức Chúa Trời giáng tội chúng tôi, Nam Mô Bồ Tát thương ôi Đức Thầy.
chào khổ lộn rắn lộn rồng, lộn rồng lộn rắn, lộn rồng mênh mông. Bây giờ ông nói đinh tị ra sắm thịnh lình, nhân dân sao xuyến nước mình có vua. Ông ba cũng nói thêm đó là nương theo rồng rắn lần lần, mà nương theo rồng rắn ở đây đó, mà rồng đây là cái thìn 24, cái năm rồng, rắn là tỵ năm 25, từ cái chỗ này lần lần là đi dài dài tới cái năm Kỷ Dậu luôn là năm 29 lận. Nương theo rồng rắn lần lần, cợp trâu linh tánh quá thần thăng thiên, mắt xem điểm ứng thánh tiên, đâu đâu đều thấy chiêu yên quỳnh cờ. Chiêu yên là chiêu an, quỳnh cờ là cái cờ vàng. Tất nhiên ông ba ông về ông cắm cờ ở chỗ mộ ông ba bên Thượng Giang đó, là cắm cờ về cái mức cuối là chiêu an ở mộ ông ba, thì tất cả đều là hoàn thành hết. Ông về cắm cờ ở mộ ông ba, bày trâu con trắng con đen. Con trắng là ám chỉ cho qua đời thượng nguyên cái lòng dạ con người trắng trong, con đen là ám chỉ cho những người mê muội, bọn du minh là con đầu tiên này đó. Nhiều người cười nói ít khen châu cò, con châu cò là con châu rắn, bầy châu chẳng lộn con bò, thật là khó chịu lần dò ăn duyên. Chánh sưng là muốn nói ngay cái tết, chánh sưng trời Phật thánh tiên, nước dân dễ bực bình yên, con trời năm nay sắp tới mới hết đời, giữ lành lành giữ mặt lại trên khen. Như vậy ông ba cũng nói thêm nữa đó, bây giờ như thể chim bao, tam thình thấy biển mà dàm nao rộng thình, hiền lương binh Phật độ mình, bảo tàng mất hết mới thả hình trâu sông, mới âm binh rao khắp trên không. Trước khi nổ ba tiếng cuối này đó, âm binh rao khắp trên không giữa lượng trời, ba đêm diệt trước mênh mông của người, núi tan đất sụp bớ người. Ông Déo đó, Di Sơn là dời non, đảo hải là dấp biển, thương người không trinh, tới đời tam giáo hộ binh. Đó là qua những cái câu cũng là mô tả như vậy. Bây giờ tôi cũng xin nhắc lại ông ba, ông nói thêm nó nhiều lắm, dần nhiều lắm. Từ niên Kỷ Dậu là năm Kỷ Dậu, đây là cái năm hổng khác hơn là cái năm quả quyết, ông đóng cái thiên can địa chi chung luôn, đây là hổng khác hơn là cái năm 29. Đúng là cái năm Kỷ Dậu. Thay vì cái năm Dậu, năm khác cũng có Dậu nữa, nhưng mà Tân Dậu, Mậu Dậu rồi, chứ không có đúng Kỷ Dậu, mà chỗ này mới là đúng Kỷ Dậu. Phải là đặc biệt là 29. Đó, từ niên Kỷ Dậu mất trâu, tới nay nhìn đặng là nhìn được rồi, nhìn được con trâu này, nhưng mà ông nói ông chớ cái gẫm lâu quá con bò, không phải con trâu. Ông chớ thêm một cái câu thứ nhì nữa là lưng trâu còn đậu con cò chứ con trâu đó đâu có ở trong cái 12 con giáp. Cuối cùng em chỉ là con cọp leo luôn lần dò kiếm ăn, là chỉ ngay con cọp là bước qua tháng giêng đó, là tháng dần đó. Thấy không? Cho nên ông chớ hai cái, để coi cọp nọ quá rồng. Con cọp này nè, nó quá rồng là nó con xấu ông Năm Chèo này, nó quá ra nó thành rồng đó, nó bay lên không, nó phun lửa rõ trời đó. Mà trong cái mẫu chuyện bên thầy đó, để coi cọp nọ quá rồng, xấu nằm đáy biển mà ngựa hồng lên mây. Con xấu là con ông Năm Chèo này, nó nằm dưới đáy biển mà ngựa là muốn ám chỉ cho ngọ là tháng năm á, ngựa hồng lên mây. Mục liên đây lại một cây nhang hồi bất hạnh, mà sức gai thần đồng nào hay rắn nọ lộn rồng, rồng đà lộn rắn mà có chồng như không, cha già luôn những đợi trong, chừng nào lập hội mà không trong năm này. Đó, qua những câu thầy cũng là xiết vô mà tất cả kinh sấm rồi xiết. Mèo nọ nó lại nằm co, mèo mà rình chuột còn lo đói lòng, chuột lang nó chạy ra đồng, trâu ai thả đó mít lòng không lo, phải đem tiền bạc vào kho, rước quan thầy kiện vào lo việc này. Đó là qua những cái câu của ông ba cũng nói rất nhiều. Bây giờ ông nói thêm nữa, ông ba ông nói cũng giáp tí hội Phật hội trời, qua năm Kỷ Tỵ mới lập đời thanh liêm, mãn cổ lập lại đời kim, mãn kim lập cổ mới thanh nghiêm đời đời. Đó là qua những câu ông ba ông thường nhắc tới nhắc lui rất nhiều qua những cái giai đoạn này. Bây giờ ông nói đó, anh em đừng cười sâu quê. Bây giờ ông nói đó, như vậy ông nói nửa hư nửa đùa, mà cái này là nói thật. Anh em đừng có cười. Ông nói luôn là sâu vô đầu á. Khỉ mà cởi rắn mà con dê cởi rồng. Mà khỉ ở đây muốn nói á, là cái năm 28.
Cử rắn là cái năm Tỵ, năm 25. Nó trên con rắn gọi là cử rắn. Còn con dê là năm 27, cử rồng là năm 24. Khỉ mà cử rắn mà con dê cử rồng. Một khi lộn lạo vợ chồng, sơn duyên hiệp nhãn mà vợ chồng sánh đôi, cảnh Phật có Chúa có tôi, không sanh không đẻ mà nối ngôi Phật trời. Đó là lời ông ba nói. Bây giờ ông nói trở lại đó. Mèo con dở chạy thình lình, mèo mẹ ra thế mà đói hình chị ban. Bây giờ ông nói kỷ dậu nữa nè. Kỷ dậu là đặc biệt cái năm 29. Thiên can địa chi đóng chung, không thể bàn chỗ khác được. Như vậy đó, kỷ dậu hai tiếng nói gian, người đều nghe hết mà không tan tiếng nào. Chuột Phật dân dở ào ào, mèo mà bắt rắn mà chỗ nào cũng hay. Trước đèn giữ đạo tà tây, thiên cơ Phật định mà thiệt hay vô cùng. Đó là qua những cái câu như vậy. Hết con trâu Phật biết đâu mà tìm, lên non vắng vẻ im liềm, có chùa công phủ để hiềm hậu lai, dặn dò già trẻ gái trai, đùng đùng ba tiếng mà hú tai dò lành. Âm binh lửa dậy dần dần, rừng cao nhật nguyệt, chiếu phần mới xong, chừng nào tỏ rạng đạo long, rồng đanh cụ thể mà đức ông ra đời. Mặt hồng đổi dạng con trời, đôi mươi nhỏ lại trên đời khôn ngoan, hào quang chiếu sáng nam bang, đuổi trâu mới ngó thấy, tan quang sớm làng. Nó cũng vậy à. Cho nên bây giờ đó, cuối cùng á, cuối cùng á, tôi nói cuối cùng là ba tiếng cuối cùng đó, tôi xin nhắc lại đó, ba tiếng cuối cùng để chấm dứt cuộc đời hạ quân hạ này, chuyển lơi qua đời thượng quan thánh đức. Thì trước khi ba tiếng cuối cùng này đó, thì âm binh mới rao khắp trên không, âm binh nó rao khắp trên không gian, trên giữa lượng trời, trên giữa lượng trời ba đêm diệt trước mênh mông cuối người. Mình réo núi tan, đất sụp, bớ người, di sơn là dời non, đảo hải là lấp biển, thương người không tin, tới đời tam giáo hộ binh. Mà tam giáo đây là Phật, Thánh, Tiên, kiềm chế, lập thành, mới diệt tà, lập chánh, đành thành, ba màu nắm chặt, nên thành chữ phân. Đó. Như vậy đó, ba tiếng cuối này đó, tam thinh tiêu hết sử kinh, không còn xài sử kinh nữa. Bây giờ mượn sử kinh đây để là viết lên để cho mình học hỏi, để mình xài. Nhưng mà tới đời thượng quân, qua đời thượng quân thì ai cũng vậy, không còn xài sử kinh nữa. Chỉ có Phật ra đời rồi là không còn xài sử kinh nữa. Đó. Tam sinh tiêu hết sử kinh, nhất sinh tiêu sạch, bình minh Phật còn, cửa Phật hơn 10 Sài Gòn, trân châu bổ ngọc sánh còn nơm na, tới đó Bồ Tát ngày ra tăng dân một cõi, một quốc gia phép tài. Như vậy đó, ba tiếng cuối cùng đó, thì để chấm dứt cuộc đời hạ quân hạ này, thì tôi cũng xin nhắc lại đó. Tam thinh xuất hiện tiêu cho, chớ đừng thấy vậy mà ăn no vui cười thiệt chẳng phải người, người sao loạn dạ loạn rồi người ơi. Ba tiếng cuối này ông cũng nói rất nhiều lắm, nhưng mà chỉ tôi nhắc đi nhắc lại năm ba chỗ vậy thôi, chứ rất là nhiều về cái vụ mà nổ ba tiếng này đó. Với nổ một tiếng có thể là ông nói mười mấy chỗ đạn lận. Như vậy đó, thì qua những cái lời này, như vậy tôi cũng xin nhắc lại nãy giờ. Như vậy đó, ông Trạng ông nói nãy giờ, Đức Thầy cũng nói tất cả kinh sám nói về cái phần chi, bây giờ ông Trạng ông nói về cái phần can, nó cũng rõ ràng lắm, cũng vô ngay chân đây ha. Bên nói can bên nói chi thì ông Trạng ông nói canh tân sực nứt mùi hèm, canh ở đây là canh Tý năm 2020, là năm canh Tý. Sực nứt mùa hèm tất nhiên là cát nước nó vô đó, nó rộ mé là mình thấy rõ ràng ở ngoài biển Đông đó, tất cả cát nước nó vô nó thấy hết rồi, cái năm 2000 tới bây giờ. Rồi đau ốm bệnh hoạn rồi cái cũng triền miên nó từ bắt đầu ở chỗ nguồn này. Tân là tân Sửu 21,
hai cái năm này là sực nước mùa hè. Ví dụ ông mượn sự mà diễn lý ra, ví dụ như bây giờ người ta đặt một cái lò rượu ở cái xứ này đó, hèm nó bay ra nực nồng hết trơn rồi. Tất nhiên là nó xuống với biển Đông, cả thế giới này ai cũng biết hết, là từ đâu tới đâu cả thế giới này biết hết rồi. Canh đây là canh Tý năm 2020 mà Tân là Tân Sửu năm 2021, sực nước mùa hè. Bây giờ nói tới là Nhâm Quý đang lãng ngoài đem bên rào, Nhâm là Nhâm Dần năm 22, Quý là Quý Mẹo là năm này 23. Đang lãng ngoài đem bên rào thì các nước nó đem vô cái năm mèo này. Nhưng mà ông chỉ ông nói giáp thời thấy rõ bên đâu, phải giáp mà thấy rõ bên đâu là chiến tranh chặt giả nữa không? Tất cả kinh sám chỗ nào cũng nói vô đây, bên Can bên Chi đồ cũng ghim vô cái chỗ này. Ất niên chiến quạ mà xâm vào Tràng Lan, Ất niên là năm Ất Tỵ 25, chiến quạ là khởi chiến xâm vào Tràng Lan. Tất nhiên hai cái năm này đó, cái năm Thìn năm 24 và năm Tỵ năm Ất Tỵ 25 này, hai cái năm này chiến tranh giặc giả tàn cầu hết. Nhưng mà bước qua 26, 27 là có phong thần, có hào quang chiếu xuống là 25, 26, 27 là coi như 28 luôn là phong thần ở tại thế rồi. Có thể là tới năm 27 là súng hết nổ luôn. Đó, súng hết nổ thì phong thần ở tại thế. Đó, như vậy mới tả đạo bàn môn ra quánh với Phật Thánh Tiên mà. À, như vậy đó, thầy mới kêu gọi mình ráng tu tâm dưỡng tánh coi đời, coi là coi được Phật, được trời, coi phép lạ của tiên của thánh. Còn ở bên đây, bên ông Sấm Triện của Phật Thầy và ông Chư Giải Bán Khoai cũng nói qua cái đoạn này. Như vậy đó, như vậy đó, ngũ long công chúa tương phùng bay cao liễn thấp vô cùng tài ba. Ngũ là năm công chúa này, công chúa nước Mỹ, Đào Lư công chúa Tây Phiên, công chúa nước Nhật Bản, nghĩa là năm công chúa nó hợp lại, nó quánh với Phật Thánh Tiên ở trên trời. Cho nên nó quánh trên giữa đường trời, quánh bằng phép màu đó, cái này súng hết nổ rồi, nó tả đạo bằng môn ra quánh với bên chánh, bên tà quánh với nhau. Cho nên ông nhắc lại đó, xa xuống giờ thấy Quê Kỳ. Quê Kỳ đây là nước Mỹ mà con Đào Lư là ở Quê Kỳ. Đào Lư nó giỏi nhất. Xa xuống dòm thấy Quê Kỳ, Đào Lư lướt dặm tiếp tay nước Ngô, Thải Ba bước xuống liền hô, Thải Ba cất tiếng xin cô liền dừng, Đào Lư bói quẻ liền mừng. Nó mà địa tiên mà đâu dám sánh cùng thiên tiên. Hô phong quán võ liền liền, Đào Lư phun lửa mà dính mình thâu vô, nó quánh với Thải Ba bên chánh giáo, Đào Lư bên tà giáo. Thải Ba bước xuống liền hô, Thải Ba cất tiếng xin cô liền dừng, Đào Lư bói quẻ liền mừng, nó nói nó địa tiên mà đâu dám sánh cùng thiên tiên. Nó nói vậy bắt đầu nó dùng phép, nó quánh Thải Ba liền, hô phong quán võ liền liền, Đào Lư phun lửa mà dính mình thâu vô, Đào Lư biến ra biển hồ, Thải Ba lại biến quá ra tối trời, tư bề khiếm chép khắp nơi xiên la, địa giống mà bủa ra khắp ngàn, nó phi đao mắt lưới hết rồi, đến chừng ấy mà Đức Thầy nói đến chừng ấy xiên la lưới bủa đó, vậy trời lưới trời bủa ra đó. Nó phi đao mắt lưới hết rồi, vậy nó quá ra trở lại cái cầu lớn tư bề không chư, là cái cầu này trên giữa lần trời, cái cầu này không có chân. Nó dùng cái phép này đó, lẫn bắt chúng sanh nó giết đó. Kim Đính mới ra thấy vậy dẫn dưng, dòm thấy cái tài phép nó quá khứ, Kim Đính rùng rợn sợ rồi. Kim Đính thấy vậy dẫn dưng mới kêu thầy bốn tiếng cứu con phiên này, mà kêu thầy là kêu Phật Tổ Thích Ca Mâu Ni á. Phật Tổ Thích Ca Mâu Ni mới đó ra rồng ràng xanh bạch rồng mung bốn con đỡ lấy nó, biến trở lại thành cái cù lao. Bao giờ thế sự không sao, Thoại Ba mới cầm cái quạt ba tiêu quần hình coi đi ngó lại dị hình con ngưu độc giác giống hình yêu trinh, nó là con trâu một sừng mà ở trong cái phim Tây Du Ký có chiếu ở trên trời xuống con trâu một sừng đó. Nhắc cái tính này đó là con Đào Lư đó. Mới bắt nó đem về Phật Tổ hành hình xúc chuồng, nó hại dân tình thác quan, mới cầu cho ông Thánh Tây An là Phật Thầy Tây An á, sau đây cầu Phật thế gian lưu truyền năm Tức 17 tháng 3, mà năm Tức đây là cái năm 28. Ngày 17 mà tháng 3 bước qua 18, vậy mà tháng 4 mới đại hội Phật thần điều vui. Kẻ thời giỏi dở, kẻ gần người xa, 18 ông thánh bước ra thi tài thi phép, thi mà biển sông với nhau một trận long đong, ai còn ai mất với nhau một lần. Tới cái giờ cuối mà còn thi đấu một cái giờ cuối đó. Con chó còn biết nghĩa nhân, tìm chúa, tìm thần, tìm chủ thở xưa, thế gian như khóa không chìa, tháng 4 năm Tức cho chìa bá gia, yên nơi, yên chỗ, yên nhà. Đố ai tranh đặng nước nhà Tây An, dầu cho có chó xuống hang đi đâu cho khỏi Tây An, giữ gìn ngày sau Phật xuống thình lình cai trị bá tánh mà giữ gìn chúng sanh. Đạo thần tiết quý đua tranh, sau đây lưu trú quảng thành cũng ra, dương phàm cũng chỉ lòng tham, dân tiên tử trực cùng là hớn minh mới la, xong trổ mặt giấc sinh cùng là sức thánh hiển dinh trọn đời. Tề thiên dạo khắp mọi nơi, càng khôn thế giới ráng mà tĩnh tâm, việc đời chẳng có mấy năm sao không tu niệm mà là để làm thánh tiên. Thải Ba tiếp giúp trọn hiền, nhìn ra cho hết lưu truyền vạn dân, đánh nhau một trận cân phân, cùng là một trận tử phân bại thành. Chủ tu liền giới trữ hành, la xong xuống tiếp với mà công nương,
Trơn Nhơn Tôn Tẩn giúp đường, bên chánh bên tà ra hết. Bùa linh hút gió kêu mưa khắp ngàn, nước Nam châu báu ngọc ngà, các nơi xúm vực mình đem về châu lưu. Bây giờ ai có công tu muốn cho khỏi đạ, muốn cho khỏi sầu, ông tiên tri hồi trước đây 170 mấy năm tới đây, sông Tiền Mỹ Thuận bắt cầu. Con sông Tiền ở trển chạy xuống đó, hồi đó cái bến đò Mỹ Thuận. Mà tiên tri cái này là 170 mấy năm nay rồi, bây giờ cái cầu Mỹ Thuận bắt. Mà ông nói tiên tri trước như vậy đó, sông Tiền Mỹ Thuận bắt cầu, chừng nào cái sông Tiền Mỹ Thuận bắt cầu thì núi Cấm sắp quá lầu là nó gần rồi đó, lộ vẻ gần đây. Đó, thì qua những lời tiên tri của Đức Phật Thầy đó, bây giờ nó để đi. Còn bây giờ đó, như vậy đó, núi Sam bản đá Trường Cờ, ông cũng tiên tri cái này nè, ở núi Sam có bản đá Trường Cờ. Làm ra nhà Việt sử mà bá đao, núi bà nhà khói minh trào, bảy núi chứa ngọc chứa vàng chứa quân, bà đổi cơm nấu cho quan, ông tô làm khám chứa hờn lục châu, núi tượng chứa lúa củi châu, ông két chứa lúa chứa ăn người lành, núi Sam thầy ở phân ranh, quân sư nhà hớn việc dành nhà Nam, cứ theo pháp lực thầy làm, rau nào sâu nấy chớ cho ai giờ. Các con khờ quá là khờ, nói sơ mánh lới vốn mà lục châu, bây giờ bây biết đấu đầu, bên nào tướng nấy vào trầu rinh râu, thầy ra chuyển đạo chém đầu ra tô, tệ quá chém đầu Chu Di. Cái nước gì tệ quá mà tệ, làm sao nó tệ? Hồi trước lại đây đó thì nó phản lại cái đạo của thầy hồi vua Tự Đức tới hầu Gia Long ông nói tới nè. Ra tô tệ quá chém đầu Chu Di, bởi mày trước bởi cũng y, hồi qua thập tự cũng ghi vào lòng, hồi qua qua thập tự là một cái chùa nào đó cũng ghi vào lòng, chúa mày tao cũng rõ thông, hồi đời Tự Đức tới hầu Gia Long, hồi vua Tự Đức tới vua Gia Long á, rủ nhau gan ruột phập phòng, có ông Trương Chiếu qua nịnh đầu tay, cái ông này tên là Trương Chiếu, ông qua ông nịnh ông đầu tay, nhập môn đốt hết thuốc rầy, đốt cháy có tuốt theo tay chọn quyền, mày hại mày báo nhãn tiền rút dao mà chạy, vua liền bỏ ngay, mày gom nhau chém đạo một lần, ngày nay sống sót giết hầu Chu Di, hết thân dậu mới Trương Chi, cuối cùng á cũng nói thân là 28 dậu 29 quý vị, hết thân dậu để mới tiên tri việc này. Thầy ra làm xoáy năm tức đây này, bao giờ tam giáo một nhà, tam giáo là Phật tính tiên hiệp lại một nhà rồi, biết nhau đổi giỏi dở đông tây hiệp hòa, năm tức nối nghiệp cửa nhà, bá lan làm chức lên mà từ công, bác giật lan lên làm chức từ công, dẹp an thế sự cho xong, thằng nào chấn rớn chém trong pháp trường, tìm ra mối đạo tây an, thằng nào tà đạo chém đầu để chi, nước Nam binh giặc dậy thì lần lần dạy dỗ cho y lời truyền, năm tức còn hỡi chưa phân ngôi chuyển thới tứ hồi coi chơi. Đó thì tới đây tôi cũng xin nhắc lại qua những cái giai đoạn này, bây giờ tôi cũng sắp kết thúc, mà trước khi kết thúc này tôi cũng nhắc quý vị là tất cả cùng tôi cũng vậy, bây giờ thầy ra đời đó, tất cả kinh sám không có cái môn nào mà bằng cái pháp môn hành trì, bằng cái pháp môn tịnh độ, mà Đức Thầy nói môn tịnh độ là phương cứu cánh ráng phụng hành kẻo phụ Phật xưa, hay là Nam Mô sáu chữ Di Đà từ bi tế độ, vậy mà chúng sanh xưa nay sáu chữ lạnh tanh chẳng ai chịu khó niệm sành, thử coi mình niệm thì có niệm mà chưa có niệm sành, trì tâm thì quá trôi, bây giờ dùng thử mà coi lẽ nào mới rạch tim đem để nói rào thì là mới khỏi máu đào tuôn rơi, để sau đến việc tả tơi rồi tu sau kịp chiều mơ cho thành. Hay là thầy còn nhắc là chuyên lo niệm Phật, chữ chuyên là cần niệm Phật, không có vắn đạn để sửa mình cho chân, lắng tai nghe rõ rõ tiếng đờn không dây không khiếm, quán hờn cũng không đờn tay rồi lại đờn đông, sách trong bá tánh gặp trong quên nguồn, phàm trần như rỉ dấu cuồng mà còn sai đắm theo tuồng lẫn lơ, lời làm mắt lắp tai ngơ, đua theo vật chất mà hở hờ đàn tiên, hố sâu trình dục lại ghiền, ghiền cho đến lúc mà chúng khiên qua trài. Đó là qua những cái câu đó. Hoặc giả thầy còn nhắc nữa, bên Tây Phương có cái ao sen ở bển á, mình ở đây mình tu á, thì cái hoa sen này nó nổi lên, cái tên tuổi này ở bển nó nổi lên, nếu mình tiến quá trên đường tu thì có hoa, có cái hoa sen này nó tốt tươi lên, bự lên. Mà con người mình là chừng đứng lợi hay rớt thì cái hoa sen nó héo lợi, mà nó tu mà giải đãi thì hoa sen nó héo từ từ, mà mình không còn tu nữa thì coi mình là cái hoa sen này nó biến mất. Cho nên Đức Thầy nói ao sen báo Tây Phương đua nở, bên cái Tây Phương có cái ao sen thất bảo ở bệnh đó, bảy báo bệnh đó, ao sen báo Tây Phương đua nở, chờ chúng sanh niệm Phật chí tâm, đợi mình niệm Phật chí tâm là hết lòng thành kính đó, ráng tu cho quỷ khiếp thần khâm, được tinh thác bồ đề vững chắc, giữ đừng cho ma dương dẫn dắt, thường nhớ câu đại luật đại hùng, thắng thất tình giữ vẹn độ trung, từ lục dục chớ cho ô nhiễm, thạch tam ma mới diệt bằng chiến kiếm, dứt xong rồi vô sự sanh sơi. Bây giờ trước khi dứt lời tôi cũng nhắc lại cái về cái phần mà niệm Phật này, mà thầy cũng thúc giục về thiên cơ luôn đó. Ráng trì tâm tưởng niệm canh thâu, nằm đi đứng hay ngồi chẳng cấp, cuộc biến chuyển thiên cơ rất cấp, khuyên chúng sanh hãy ráng tu hành, cầu linh hồn cho được giảng sanh, đây chỉ rõ đường đi nước bước.
Vậy trước khi dứt lời, tôi cũng thành tâm cầu nguyện với ơn trên mười phương chư Phật là quai linh của tổ thầy từ bi gia hộ cho quý vị thân tâm thường an lạc và đạo quả sớm viên thành và tu hành tinh tấn cho ngài thành công viên mãn được diện kiến đức Phật đức thầy trở góp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật, lễ thành kính đức Phật đức thầy.